huấn luyện viên tuyển Thái Lan Mano Polking, khi trả lời phỏng vấn báo TH Sport ngày 20 tháng 12, đã có những chia sẻ về sự chuẩn bị cho trận bán kết AFF Cup 2020. Kết thúc vòng bảng, Thái Lan giành vị trí nhất bảng A. Đối thủ của họ ở bán kết chính là tuyển Việt Nam, đội đứng nhì bảng B. Đây là cặp đấu hấp dẫn, khi cả hai đội đều được đánh giá là ứng cử viên vô địch. Trả lời báo TH Sport, ông Polking nói, đây là một trận đấu lớn. Cả hai đội đều hướng đến mục tiêu vô địch. Việt Nam là một đội mạnh và họ đang dự vòng loại cuối cùng của World Cup 2022. Chiến lược gia mang hai dòng máu Brazil và Đức tiếp tục nhận xét về tuyển Việt Nam rằng họ đã thi đấu và tập luyện cùng nhau trong thời gian dài. Đó rõ ràng sẽ là một trận đấu không dễ với chúng tôi. Nhưng ngay từ đầu chúng tôi đã xác định là phải vô địch. Và để làm điều đó thì chúng tôi phải giành chiến thắng trước tất cả các đội mình phải gặp ở bất kể vòng đấu nào. Đánh giá cao về đối thủ nên ông Polking cảm thấy bất ngờ khi tuyển Việt Nam lại đứng nhì bảng B. Dù vậy, ông nói mình sẵn sàng cho trận bán kết. Tôi có hơi bất ngờ khi Việt Nam chỉ về nhì ở bảng B, nhưng mọi thứ cũng đã xảy ra rồi. Tôi tin các cầu thủ của mình đã sẵn sàng. Nhiều cầu thủ quan trọng của chúng tôi có tới một tuần nghỉ ngơi, tập luyện để bước vào trận bán kết. Trận bán kết lượt đi AFF Cup 2020 giữa Việt Nam và Thái Lan sẽ diễn ra vào ngày 23 tháng 12. Còn trận lượt về diễn ra vào ngày 26 tháng 12.